pew pew. Đây là một sản phẩm earphone cao cấp hiện nay. Và nhìn qua thôi tôi thấy rằng là nó rất là bắt mắt và trông rất hầm hố. Và không biết là bên trong kết cấu nó như thế nào. Và có lẽ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vào làm thịt nó luôn và ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thịt chiếc tai nghe này. Và trước khi làm thịt thì mình sẽ giới thiệu về xuất xứ của nó. Tissero Kruven có 3 phiên bản. Thì có 2 phiên bản 7.1 với màu trắng và màu đen. Và đây là phiên bản Pro 5.1. Chiếc phiên bản Kruven Pro 5.1 này thì nó kế thừa thiết kế của chiếc Kruven 7.1 và có giá thành cao hơn một chút cho so với hai sản phẩm trước. Thì Tissero gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người nhìn ở ngay cái nhìn đầu tiên luôn. Đó là một tông màu tím làm chủ đạo trên nền đen. Chiếc hộp thì khá là to, hình thang vuông, hình thang ngược, giữa các bạn hình thang ngược. Và có thể chúng ta có thể thấy rõ ràng chiếc telephone ở trong chiếc hộp này rất rộng rãi. Và chủ đạo cho sản phẩm này đó chính là một cái món, đúng hơn là sức mạnh của thần Hades thì đúng hơn là trong truyền thuyết. Chiếc mũ, khi mà bạn mang nó bạn sẽ trở nên tàng hình và có đôi mắt của các vị thần cùng với sấm sét trong trận chiến giữa thanh thần cùng với sấm sét của Zeus và đinh ba của Poseidon. Và chúng ta hãy cùng thử xem liệu rằng chiếc đôi mắt của vị thần này Tissero sẽ được thiết kế ở đâu trong chiếc tai nghe này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc hộp thôi. Tan tan tan, mình thích nhất cái con lợn này đó. Và mình đang cởi từ cái thứ nhất đến cái nút thứ hai và đến cái nút thứ ba cuối cùng thì mình cũng đã cởi hết xong cho nó rồi. Và bây giờ thì nó trần như nhộng như thế này. Rất là to phải không? Thì bên trong chiếc hộp thì có thể tích khá lớn, điều này giúp cho Tissero có thể thoải mái để những phụ kiện ở bên trong. Thì bên trong chiếc hộp này có một chiếc tai nghe và một cục điều chỉnh âm thanh, tùy chỉnh âm thanh. Kèm theo bộ này thì nó gồm có những giấy sách hướng dẫn và những sản phẩm mà Tissero muốn giới thiệu đến với mọi người bằng tiếng và tai nghe chuột. Và đây là sách hướng dẫn của chiếc tai nghe này. Cái này đã tìm không có gì nhiều. Và bên trong này còn có một cục dây. Đặc điểm của chiếc tai nghe rất đặc biệt đó là có cục điều chỉnh âm thanh và nó có hai đoạn dây riêng biệt. Và chúng ta sẽ bỏ xuống và xử lý thôi. Thì đây là chiếc tai nghe. Đây là đoạn dây của chiếc tai nghe này. Thì đoạn dây của chiếc telephone này nó khá dài, nó dài tới 1,5 m. Và dây thì được bọc bằng vải dù rất chắc chắn nên các bạn không lo đến để bị chuột cắn hay là gì cả đâu. Và còn mỗi đoạn dây đi kèm đó là đoạn dây từ cục chỉnh âm. Đoạn dây dài 2 m. Như vậy tổng cộng cái đoạn dây của chiếc phone này lên tới 3,5 m. Nó quá hoàn hảo cho mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc phone này. Đây là hình ảnh về chiếc phone của Tissero. Tôi có thể quay một vòng cho các bạn cùng xem mặt trước và mặt sau.
Chiếc Kuvan Pro 5.1 này có thiết kế khá là lớn. Tuy nhiên thì độ nặng của nó thì tôi cũng thấy nó ở mức trung bình thôi, không quá là nặng. Và tổng thể thiết kế của Kuvan đó là những cái đường cắt vác vuông thành sát cạnh, trông màu rất là hầm hố, các bạn nhìn thấy thôi, màu đen huyền bí và hầm hố. Nhìn qua tổng thể về những cái chi tiết nhỏ thì tôi thấy là chất lượng gia công của chiếc phone này thì có chất lượng rất tốt, không thấy một cái đường nhựa thừa hay là đường chỉ thừa nào dây ra cả. Thì ở hai mặt của bên tai nghe, nhìn sơ qua các bạn cũng có để ý thấy rằng đây là cái logo của Tissot được chia làm đôi và được chia ra ở hai bên tai nghe, chia ra ở bên hai tai nghe và có màu đối lập nhau. Ở bên phần headband đó chính là logo của Tissot và phần đệm ở đầu để giúp cho bạn thoải mái nhất trong cái khoảng thời gian chơi game dài. Đệm rất là dày, rất là êm, tạo độ thoải mái cực kỳ luôn. Và bên ngoài thì được bọc bằng một lớp da. Đấy là phần ở trên đầu. Và phần bên tai nghe đó, đây. Thì chiếc tai nghe này có tới 8 trình điều khiển âm thanh. Mỗi bên tai nghe là 4 trình điều khiển. Một loa chỉnh âm trầm, một loa chính, một loa trước và một loa sau, nó dễ dàng hơn cho việc tích hợp với sử dụng cái cục điều chỉnh âm thanh này, điều chỉnh âm thanh này. Và vỏ bên ngoài thì nó có được bọc bằng một lớp bọt xốp chống ồn, rất là êm ái và thoải mái khi mà bạn sử dụng chơi game hay là nghe nhạc hoặc là có thể là xem phim thôi ở trong một khoảng thời gian dài. Và ở ngoài bên ngoài thì bọc bằng một lớp da. Chất liệu và để sử dụng những lớp lót của Tissot thì họ đều lựa chọn bọt xốp. Với chất liệu này thì kể cả những người khó tính nhất họ cũng cảm giác thoải mái với chiếc tai nghe này. Và cái chúng ta cùng nói thêm về cái đoạn mic đây. Mic nó cũng được thiết kế rất là phù hợp với chiếc tai nghe này. Đó là một cái thanh dài và dẹt nó có, và có hình chữ nhật ở đây. Và ở dưới đây nó còn được trang bị một cái giải đèn. Và chút nữa thì mình sẽ là người cắm. Có lẽ mình sẽ cắm luôn cho các bạn cùng xem đèn của chiếc tai nghe này. Thì trong khi chờ vừa khui hộp thì mình sẽ nói qua luôn. Thì cái dây của chiếc tai nghe này, dây ở từ tai nghe này dài 1,5 m. Và dây thì được làm bằng vải dù cao cấp, rất là chắc chắn nên sẽ không sợ cái trường hợp mà nó bị hỏng. Và đây là cái dây từ cái cục chỉnh âm này. Cái dây từ cục chỉnh âm cắm ra USB dài tới 2 m. Như vậy là tổng cái đoạn dây này đã rơi tới 3,5 m rồi. Quá đủ để cho các bạn sử dụng trong mọi nhu cầu. Rất dài. Đây, chúng ta sẽ cùng cắm. Đây. Khi mà được cắm lên rất là đặc biệt phải không các bạn? Đó chính là hai cái đôi mắt của cái logo của Tissot này. Thì nó có đôi mắt được trang bị bằng đèn led màu tím rất là nổi bật trong màn đêm khi các bạn chơi game vào buổi tối ấy. Tôi nghĩ rằng là cực kỳ nổi bật. Và đây chính là cái đôi mắt của vua Hades đã được Tissot mô phỏng vào trong chiếc phone này. Và đây, tôi cũng vừa tắt điện để cho các bạn trải nghiệm luôn. Đấy, cục chỉnh âm thanh luôn, rất là bắt mắt. Đôi khi bạn sử dụng tối không có đèn bạn thoải mái sử dụng. Và chiếc mic cũng được trang bị một cái giải led màu tím nữa. Khi bạn tắt mở mic nó cũng sẽ sáng và tối theo. Tắt mic nó sẽ tối và mở mic lên thì nó sẽ sáng để giúp bạn nhận biết dễ dàng hơn. Thì đấy là phần tai nghe, chúng ta cùng nói qua về cái cục chỉnh âm này một chút. Cục chỉnh âm này nó có rất nhiều chế độ lựa chọn. Đây là chế độ voice, rồi phone, rồi rear, rồi send, rồi sub. Chế độ tắt mở mic, tắt mở loa. Với là khi bạn sử dụng, bạn có thể tắt mở loa trực tiếp ở trên cái bảng điều khiển này mà không cần phải thao tác ở trên máy tính, trên PC. Và khi mà bạn, nếu như bạn có cắm với loa
Cái này thì mình do mình sử dụng thì mình có nhận thấy rằng là khi bạn cắm với loa ấy, thì bạn tắt cái phone này đi thì loa bạn sẽ chạy, và nếu như bạn tắt mở cái phone này lên thì loa sẽ tự tắt. Đấy là cái mình sử dụng và mình thấy thế. Và đây là có những cái độ, cái cục chỉ điều khiển âm lượng cũng như là cái thiết giả lập âm thanh lên tới 7.1 của chiếc GoPro 5.1 này. Bạn có thể dial driver ở trên trang chủ của Tissot, tại vì cái này nó có hỗ trợ để giả lập âm thanh lên tới 7.1 cơ. Thì đó là một số những cái cơ bản về chiếc headphone Qvent Pro 5.1 này. À, một chút nữa thì về cái chiếc mic này, nó được trang bị thì chế độ lọc tiếng ồn, giúp bạn khi sử dụng nó sẽ không lọc quá nhiều tiếng ồn và không phải gặp khó chịu trường hợp mà ví dụ như ở chỗ đông người hay là ở quán net chẳng hạn. Đó. Chiếc Qvent Pro 5.1 này thì nó có mặc định âm thanh là 5.1, nhưng trên trang chủ của Tissot cũng cung cấp thêm một phần mềm giả lập âm thanh 7.1 cho ai muốn trải nghiệm. Và cái thiết bị cục điều chỉnh âm thanh này đi kèm nó cực kỳ hữu ích và vừa tăng tính thẩm mỹ lại thêm vô số tiện ích được tích hợp ở trong một cái bảng điều khiển rất nhỏ thôi. Như mình có vừa nói vừa rồi, rất nhiều chế độ chọn. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì chiếc tai nghe này vốn dĩ đó là một chiếc tai nghe chơi game thuần túy. Nó phù hợp với những game tựa game yêu cầu âm thanh chính xác và độ phóng đại cao, ví dụ như là tiếng bước chân, tiếng bom, tiếng đạn từ những game bắn súng như là CSGO, đột kích vân vân, hoặc là một số game mobile như Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại, những tiếng Envy còn BH chẳng hạn, hoặc là tốc biến, thì nó đều mô phỏng rất là tốt, nghe rất rõ. Tuy là một chiếc tai nghe chơi game thuần túy nhưng ở chiếc Qvent này nó tích hợp rất nhiều khả năng về xem phim cũng như là nghe nhạc. Thì mình đã có xem một bộ phim để test cái chiếc tai nghe này. Âm thanh lên tới 5.1, thế nên âm thanh của nó rất sống động và chân thật. Những tiếng bom nổ, hành động bước chân hay là tiếng kính vỡ thôi, nó mô phỏng rất rất là tốt, cực kỳ tốt. Về khoản nghe nhạc thì mình cũng không có ý kiến gì nhiều, vì mình nghe thấy rằng nó âm thanh nó hợp với nhau rất là ok. Nói chung là về chiếc tai nghe này thì mình nghĩ rằng mình sử dụng nó mình thấy rất là ổn, và hơn thế nữa nó phù hợp với nhiều cái yêu cầu của mình. Ví dụ như là cái thứ nhất là cái khả năng tiện dụng này. Khi chơi game, nhất là mình là một người chơi Dota 2, đôi khi chỉnh âm thanh hoặc tiếng có ai gọi điện thoại chẳng hạn và mình không muốn thì mình có thể sử dụng ngay trên này. Và ngay buổi tối thì nó rất sáng và rất là đẹp. Mình thấy rằng là nó rất tiện dụng, tiện ích rồi. Chứ kể cái khoản mà nghe chơi game nhiều mà không bị đau tai. Và hơn thế nữa thì âm thanh của nó thì cực kỳ sống động và chân thật. Thì nãy giờ mình nói chủ yếu về ưu điểm của chiếc tai nghe này, và bây giờ thì mình sẽ kể ra một số nhược điểm của chiếc tai nghe này. Thì nếu như bạn đeo lâu thì nó có một chút gì đó nó hơi nặng đầu một chút, có nghĩa là mình có thể là do mình con gái. Mình sử dụng một khoảng thời gian khá dài thì mình thấy nó hơi nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đồng nghĩa việc mà nó có nhiều ưu điểm cũng như là và sự kết hợp như vậy, tinh tế như vậy, thì cái giá thành của nó không hề rẻ một chút nào. Hiện tại thì giá trên thị trường của chiếc tai nghe này lên tới 2.640.000 đồng. Các bạn vừa xem xong phần review về chiếc headphone Qvent Pro 5.1. Các bạn cảm giác nó ra sao? Rất tuyệt vời phải không? Thì cũng kể khổ một chút về cái review trước và cái bàn phím. Thực sự thì là đấy, mình lần đầu tiên làm review rất là nhiều bỡ ngỡ này, mà hơn thế nữa mình phải lo từ A đến Z, tự chuẩn bị và tự quay phim, thế nên là không có ai edit cho nữa, thế nên là công nhận là bây giờ mình như này mình thấy nó cũng si đà thật. Nhưng mà đợt này thì mình đã cố gắng hơn rất nhiều và rất là may mắn cho mình khi mà có một anh ấy đã giúp mình về quay phim và edit, và
chào anh và cảm ơn anh rất nhiều. Em thực sự em cảm ơn anh đấy. Và hy vọng rằng lần sau mình sẽ cố gắng hơn rất nhiều và các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn vào những lần review sau.